Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình AirDrop nhận 15 đô token ONLCC các bạn. Thì chương trình AirDrop này dành cho 8.000 lucky winner các bạn. Thì để tham gia game này các bạn click vào link mô tả dưới video để tắt support. Rồi, video đầu tiên các bạn join group controller nè các bạn. Join group nè. Join controller nè. Rồi, bạn bắt đầu là follow tại Twitter nè. Sao Twitter bạn theo dõi nè. Bắt đập lên nè. Rồi, pinbot ta 5 người bạn vào nè. Like nè, chỉ chân với gì đó game nè. Ta 5 người bạn vào nè các bạn. Tweet lên nè. Rồi, bạn bắt đập lên nè. Tiếp tục, wood consumer nè. Trên consumer thì quán login vào các bạn, nhấp vào tôi không phải là người máy này. Bấm food này. Rồi bạn chụp màn hình, bấm after wallet luôn các bạn. Rồi chụp màn hình nó giúp mình. Rồi sau đó các bạn bấm vào một son AirDrop này. Submit. Rồi các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn vào các bạn. Nhớ cộng anh 1, 2, 3, 4. Đúng không các bạn? Thì lấy username được thì bạn nhấp 3 cái anh cùng nè, vào setting nè, copy username lên chỗ này nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền vào username Twitter của tất cả các bạn, thì bạn mở Twitter của các bạn thì sẽ thấy được username Twitter của tất cả các bạn cộng win v này là 9 nè. Sau đó submit điền cái quiz nè. Thì bạn có dẫn avatar của mình nha bạn. Các bạn chia sẻ các bạn mình là tweet nè, sao chép liên kết nè, rồi gọi là chatbot nè. Tiếp tục gọi địa chỉ BNB sẽ mang trên Bet20 trên YouTube Collect của mình nè. Rồi sau đó các bạn khỏi có boot của Simber không bấm Don. Sau đó bấm balance đi chắc số cầm kiếm được các bạn. Mình đã nhận được 10 đô token online CJ các bạn. Chỉ lên dép chia sẻ cho mình người thân để kiếm được token các bạn. Như video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo tụi mình nhé.